Nhận định soi kèo Việt Nam đối đầu với Singapore. Nhận định bóng đá Việt Nam đối đầu với Singapore 19:30 ngày 30 tháng 12. Chuyên gia phân tích tỷ lệ soi kèo trận Việt Nam đối đầu với Singapore chính xác nhất. Tỷ lệ Việt Nam đối đầu với Singapore 1/3. Tỷ lệ tài xỉu 3/1. Singapore đang cạnh tranh gắt gao tấm vé đi tiếp tại bảng B của AFF Cup khi toàn thắng ở cả hai lượt trận đá. Theo đó, họ cùng có 6 điểm như Malaysia hay Việt Nam. Tuy nhiên, Singapore tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 bởi thua kém hiệu số bàn thắng. Ở vòng đấu này, đội quân của huấn luyện viên Nishigaya sẽ có trận đấu then chốt khi chạm mặt đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Việt Nam. Theo đánh giá, dù đang có phong độ tốt và thêm lợi thế sân nhà, song Singapore không được giới mộ điệu kỳ vọng sẽ có điểm. Nên nhớ, đối thủ của họ là đội bóng mạnh nhất bảng B Việt Nam. Sau hai lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dễ dàng đánh bại Lào và Malaysia. Đáng chú ý, những ngôi sao vàng ghi tới 9 bàn thắng và không một lần để thủng lưới. Với đà tâm lý hưng phấn, Quang Hải cùng đồng đội tự tin sẽ đánh bại Singapore và qua đó chạm một tay vào tấm vé đi tiếp. Chính xác hơn, những chiến binh sao vàng hoàn toàn có thể hướng tới một chiến thắng cách biệt. Nên nhớ, chỉ cách đây 3 tháng, Việt Nam dễ dàng vùi dập Singapore với tỷ số 4-0 ở lượt trận giao hữu quốc tế. Nhà cái châu Á khiến nhiều người hâm mộ phải bất ngờ khi đưa ra kèo chấp lên tới Singapore được chấp thua hai mất nửa tiền, 1/3 ở trận đấu tối nay tại AFF Cup. Nên nhớ, Singapore đang có phong độ cao khi thắng cả hai trận đấu đã đá tại bảng B và đây là trận đấu họ được thi đấu trên sân nhà. Vậy đâu là lý do khiến nhà cái châu Á đánh giá thấp một Singapore đang vào form phong độ? Với nhiều nhà phân tích châu Á, đội quân của huấn luyện viên Nishigaya thực tế là lựa chọn thiếu tin cậy trên sàn giao dịch châu Á khi thua kèo cả hai trận đấu tại AFF Cup năm nay. Điểm đáng chú ý, đối thủ của họ ở lượt trận thứ 3 vòng bảng là ông lớn Việt Nam. Nên nhớ, đội khách Việt Nam đang có phong độ chói sáng khi thắng Malaysia và Lào lần lượt với các tỷ số là 3-0 và 6-0 ở hai trận đấu tại AFF Cup năm nay. Rộng hơn, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thắng 7 và chỉ hòa 1 ở 8 trận đấu vừa qua. Đối chiếu sang tỷ lệ châu Á, họ thắng kèo 8 trên 10 trận mới đây tại mọi đấu trường. Tỷ lệ châu Á 1/3, Singapore thua kèo 2 trong 3 trận đối đầu vừa rồi trước Việt Nam. Lúc này, Singapore thua kèo cả 2 trận đã đá tại AFF Cup 2022. Trái ngược, Việt Nam thắng kèo cả 2 trận tại AFF Cup và có tới 7 trận thắng kèo ở 8 trận đấu mới nhất. Tỷ lệ tài xỉu 3/1. Trận đấu vừa rồi giữa Singapore và Việt Nam có tổng số bàn thắng vượt mốc tài 2/3. Có tới 4 trên 6 trận đấu mới nhất của Singapore và 5 trên 6 trận đấu vừa qua của Việt Nam có tối thiểu 3 bàn thắng một trận. Chuyên gia lựa chọn Việt Nam, dự đoán tỷ số Việt Nam đối đầu với Singapore 3-1.